Hợp đồng của Nguyễn Công Phượng với Sin Traden có thời hạn đến mùa hè năm 2020. Sau đó thì sao? Liệu Phượng có tiếp tục gắn bó với Sin Traden hoặc chuyển đến một câu lạc bộ châu Âu khác tốt hơn? Hoặc liệu nỗ lực của Công Phượng có giúp anh đạt đẳng cấp chuẩn châu Âu hay không? Đó là mùa hè năm 2020. Mùa hè 2020 cũng là thời điểm quê của Phượng, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An với gần 6.000 con người hướng đến mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Ở cái xã thuần nông mà gia đình Công Phượng là 101.420 hộ ấy, có khu di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Chuồng Bồn, có danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, có chợ cóc và dĩ nhiên không có những khách sạn hạng sang tầm phương Đông như ở Thành Vinh. Liệu năm 2020, Mỹ Sơn có đạt đích nông thôn mới? Người quan tâm hơn cả có lẽ là đảng bộ xã, những người đề ra mục đích ấy và phải đạt được mới thanh thản được. Dân đương nhiên ủng hộ những cái quan tâm lớn nhất của họ, những người thuần nông có lẽ ruộng đồng tốt tươi, có thêm nghề phụ, thêm thu nhập để khi việc đồng áng xong xuôi thì các bà gọi nhau râm ran chè xanh, còn các ông quây quần về cái điếu cày để rít hơi thuốc lào. Đời thế là thanh thản. Nhưng ở Mỹ Sơn, đâu chỉ có chuyện đồng áng là đáng bàn. Họ, khoảng 6.000 người, không bao giờ nói chuyện phương Đông hay phương Tây, Mường Thanh, Mường Tè hay Mường Lát. Những con người như Nguyễn Công Sáng, 49 tuổi, được cho là phát hiện ra tài năng của Công Phượng sớm nhất. Khi thằng Phượng mới vài tuổi rành, còn đá bóng rơm thời chăn trâu dưới chân đồi yên ngựa, thì vẫn bàn chuyện thằng Phượng. Về cái xứ này, sẽ còn bao nhiêu thằng Phượng nữa? Trong làn khói vần vũ như phượng bay của làn khói thuốc lào. Nói nông nhàn là vậy, cứ đồng áng hết mình chờ bội thù trước khi thoải mái bên cái điếu cày phiếm đàm về thằng Phượng, đấy là thanh thản. Chưa bao giờ người ta thấy Bầu Đức nói nhiều đến như vậy trong cái ngày chia tay Công Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho hành trình sang Bỉ, chuẩn bị cho một bước ngoặt mới. Ông Đức nói rất nhiều, dám chắc nói xong ông thanh thản. Nói gì khiến ông bầu phố núi tuy không hút điếu cày như ông Nguyễn Công Sáng quê Phượng mà cũng có thể thanh thản. Phượng nó có lỗi gì đâu, chả có lỗi gì. Một thằng cầu thủ trẻ mới 19-20 tuổi mà câu lạc bộ cho đi ra nước ngoài, đỡ cái thứ nhất là tích lũy kinh nghiệm, học hỏi là chủ lực. Thì hỏi các bạn này, cái châu Á này có ông cầu thủ nào 20 tuổi mà ra nước ngoài đã thành công? Phượng sang Tây dự bị, nhiều chuyên gia bóng đá không hòa tưởng đều khẳng định điều đó. Cầu thủ Việt Nam là ai mà đòi sang Bỉ đá chính ngay? Nên để khẳng định được vị trí, Phượng sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều những chàng trai châu Á khác mà người Nhật đưa sang Sin Traden như Kosuke Kinoshita, Wataru Endo hay Yuta Koike. Sin Traden càng không đủ tuổi nói chuyện với Anderlecht, Club Brugge hay Standard Liège. Phượng có thể phải tham gia một cuộc chiến choạng ở Jupiler Pro League, nhưng đến bọn trẻ con nghe người lớn rít điếu cày tám chuyện ở Mỹ Sơn cũng hiểu rằng Jupiler Pro League là một giải đấu đẳng cấp khác tầm V-League. Nhưng cái khác lớn nhất đó là cuộc chiến song phẳng và công bằng. Trong cuộc chiến song phẳng đó, kẻ yếu, kẻ không có động lực, tất thất bại và tuyệt nhiên không có cái gọi là 5 thằng ốm đánh 1 thằng mập. Tao nói như vậy nghe là ở thế giới là có thể là 1 thằng cút, 5 thằng cút lại chứ thôi thôi. Mà chết được rồi thôi, dù là ốm mấy, 5 thằng ốm nó hút 1 thằng mập cũng chết. Và trong cuộc chiến công bằng như vậy, kẻ bại sẽ có những bài học để mà trưởng thành. Vậy thì việc Phượng được Sin Traden chào đón là thành công hay thất bại? Bầu Đức nói nhiều, rồi xong, rồi thanh thản. Còn Công Phượng? Bỏ lại sau lưng cuộc chiến của 5 thằng ốm và 1 thằng mập, Phượng đi trong tâm thế của một kẻ thanh thản. Tất cả có trên thể thao tước.